Như thế nào nếu bạn chơi một tựa game kinh dị? Game chỉ là ảo, nhưng con ma trong game lại là thật. Nếu chết trong game, thì ngoài đời thực, bạn cũng sẽ bị cho đăng xuất luôn. Đảm bảo xem xong bộ phim này, chắc nhiều bạn sẽ không dám chơi game kinh dị nữa đây. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Câu chuyện bắt đầu. Một nhóm nghiên cứu đang nghiên cứu một trò chơi thực tế ảo. Trong đêm tối, một kỹ sư đeo kính VR lên, chuẩn bị trải nghiệm thế giới mô phỏng. Nhưng vừa bước vào thế giới ảo, anh ấy liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì lúc này, đầu anh đang tựa lên chân của một ai đó. Cảnh tượng quá bất ngờ khiến anh sợ hãi, vội chạy ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, nhân viên quản lý trong phòng nghiên cứu cũng nhận ra các số liệu bất thường nên đã vội vàng đeo kính lên vào trong trò chơi để kiểm tra. Cô ấy kéo người đàn ông lại, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Ai ngờ, anh ta vừa nhìn thấy cô thì lại càng sợ hãi hơn, bởi vì có một con ma nữ mặc đồ đỏ đứng ngay sau lưng cô ấy. Con ma lập tức di chuyển ra phía sau kỹ sư. Lúc này, một cánh cổng Toji màu đỏ trồi lên mặt biển, sau đó anh ấy cũng bị một thế lực nào đó kéo xuống biển sâu. Cũng chính lúc đó, cô nhân viên quản lý kia cũng chết đuối trong phòng thí nghiệm. Mấy ngày sau, một nhà khoa học tên Tomohiko bị công ty điều lên đảo để điều tra vụ việc. Cậu ta cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất u ám, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, khiến nhân viên bị ảo giác. Sau đó, cậu ấy đưa đồng nghiệp bước vào thế giới mô phỏng. Nhưng việc điều tra chưa tiến hành được bao nhiêu thì đã có chuyện kỳ quái xảy ra. Bãi biển đang tràn ngập ánh nắng bất ngờ tối thui, đồng nghiệp bên cạnh cũng biến mất, xung quanh chỉ có duy nhất một căn nhà nhỏ cũ nát. Tomohiko kéo tay áo nhìn dòng mã trên tay để chắc chắn rằng mình vẫn đang ở trong trò chơi. Bỗng có một người đàn ông đứng trong phòng rồi bất ngờ mọc ra cái chân thứ ba. Tomohiko còn chưa kịp nắm rõ tình hình thì một con ma nữ đeo còng chân bước ra từ phía sau người đàn ông, từng bước áp sát Tomohiko. Trong lúc nguy cấp, một bàn tay vươn ra từ phía sau kéo Tomohiko về hiện thực. Người Tomohiko lúc này đã ướt đẫm mà đồng nghiệp cũng không thể biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cậu ấy nhớ tới dòng mã trên tay vừa nãy. Hỏi ra thì mới biết, đó là của người nhân viên quản lý đã chết từ mấy ngày trước. Để điều tra nguyên nhân cái chết, Tomohiko đến đồn cảnh sát kiếm thêm tài liệu. Trên đường đi thì vô tình gặp một cô gái đang ôm hộp cho cốt. Cô gái tên là Mizuki, là con gái của kỹ sư đã chết. Theo truyền thống, Mizuki phải đưa cho cốt của bố đến điện thờ cầu nguyện. Tomohiko cũng đi theo. Nhưng trong lúc tiến hành nghi lễ, hộp cho cốt bất ngờ rỉ ra nước biển, Mizuki cũng ngất ngay lập tức. Và lúc bà đồng đỡ lấy cô ấy, Tomohiko chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng khi bà đồng bỏ tay ra thì lại không có gì cả. Tomohiko về phòng làm việc, điều tra lại đoạn mô phỏng lúc bố Mizuki mất, ai ngờ lại nhìn thấy ma nữ áo đỏ đó trong màn hình. Nhưng Tomohiko lại không tin vào mấy chuyện ma quỷ, chuyện gì cũng có thể dùng khoa học để giải thích được cả, và cũng đã tìm ra lời giải thích hợp lý về cái chết của hai đồng nghiệp. Hai người họ chết cùng một ngày là do não bộ của họ sản sinh ra phản ứng cộng hưởng. Để kiểm chứng điều này, cậu ấy bắt đầu nghiên cứu sóng điện não của đồng nghiệp, nhưng tiếc là không thu hoạch được gì. Hôm sau, Mizuki đến phòng làm việc của Tomohiko, nói sau khi bố mất, cô thường xuyên mơ thấy bố. Nghe xong, Tomohiko chợt nhớ đến bà đồng, xem ra sóng điện não của bà ta không giống người thường. Sau đó, cậu ấy và đồng nghiệp đem máy móc đến nhà bà ta. Khi bà đồng giơ tay chạm vào đầu Mizuki, bỗng số liệu trên máy đo sóng não nhảy loạn cả lên. Cùng lúc đó, Mizuki ở trong phòng cũng cảm nhận được hơi thở của bố. Cô ấy vội giữ chặt tay bà đồng, không muốn để bố rời đi, nhưng cô ấy lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Buổi tối, Atomu một mình đến phòng làm việc. Cậu ấy vốn định chơi game giải trí một tí, nhưng lại không nhận ra, khoảnh khắc cậu ấy đội chiếc kính lên, nước biển từ đâu bỗng tràn ra mặt đất. Đến khi những người khác về phòng làm việc, căn phòng đã ngập nước, Atomu cũng biến mất. Sau đó, họ xem video của cậu thì lại nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ đó xuất hiện. Như bị ai đó dẫn đi, Atomu đã đi thẳng ra ngoài, rồi bước đến cánh cổng Toji trên biển. Trong lúc cậu ta đang thấy khó hiểu, thì một thế lực nào đó bất ngờ kéo cậu ta xuống nước. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, Tomohiko cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi, lẽ nào có ma thật sao? Mizuki ở bên kia vẫn chưa biết Atomu gặp chuyện, cô ấy đang trong bồn tắm, lưng cô ấy bất ngờ bị ai đó chạm vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, khiến mọi người nhận ra chuyện này không hề đơn giản. Thế là họ quyết định đến nhà bà Đồng tìm hiểu lai lịch của người phụ nữ đó. Hóa ra, mười mấy năm trước, có một gia đình ba người sống trên đảo. Người đàn ông không may gặp tai nạn khi đang đánh bắt cá trên biển. Người vợ không chịu nổi mất mát ấy nên đã phát điên, thường mặc đồ cưới màu đỏ chạy khắp làng, còn nói là phải đợi chồng về. Cũng do cô ấy rất xinh đẹp nên vài tên đàn ông trên đảo đã nổi lên ý đồ xấu với cô. Sau khi sự việc lộ ra, không một ai trong làng đứng ra bảo vệ cô, mà còn hùa nhau mắng cô ấy là con hồ ly tinh, quyến rũ chồng của người khác. Cuối cùng, cô ấy bị trói vào một cánh cổng tô di đạt trên biển, chờ cho mặt biển nhấn chìm. Từ đó trở đi, ngôi làng cũng liên tục gặp phải tai họa, chết không còn một ai. Mọi người đều cho rằng có lẽ cô ta đã quay trở lại báo thù. Nhưng Tomohiko vẫn không thể hiểu được hồn ma thì sao có thể chui vào thế giới mô phỏng được chứ. Thế là cậu quyết định trở lại trò chơi để tìm hiểu. Lúc nữ đồng nghiệp đội mũ kết nối cho cậu ấy, bỗng cô nhìn thấy một đôi mắt đáng sợ trong kính. Sau đó cũng bị kéo mạnh xuống lòng đất. Tomohiko thấy vậy vội đuổi theo vào trò chơi, ai ngờ lại đi đến chỗ cánh cổng tôi ghi đó. Cậu ấy vội vàng lao xuống nước, quả nhiên đã nhìn thấy nữ đồng nghiệp sắp bị chết đuối. May thay, cậu ấy đã kịp thời tháo xiềng xích trên người nữ đồng nghiệp ra, thành công đưa cô ấy trở về thế giới thực. Nhưng khi cậu ấy chuẩn bị rời đi, thì lại bị ma nữ ấy kéo xuống dưới nước. Mọi người không biết phải làm sao, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, ánh đèn trong phòng làm việc cũng bắt đầu nhấp nháy. Sau đó, cánh cổng tô di trong game bỗng xuất hiện ngoài đời thực. Mizuki chợt nghĩ ra, nếu trò chơi vào thế giới thực có thể đan xen nhau, vậy có khả năng họ có thể phá hủy cánh cổng tô di ở thế giới thực, có lẽ sẽ cứu được Tomohiko. Thế là đồng nghiệp nam xung phong đi đến bãi biển đó. Sau khi anh ấy rời đi, một lượng lớn nước biển bất ngờ tràn vào phòng làm việc. Ngay sau đó, người phụ nữ áo đỏ đó cũng từ từ chui lên khỏi mặt nước, kéo thân xác của Tomohiko xuống ngay trước mặt họ. Cùng lúc đó, anh đồng nghiệp đã đến trước cánh cổng tô di. Lúc anh ấy sắp cưa đứt cột trụ thì chợt phát hiện ra mình không thể cử động được nữa. Giơ tay lên thì thấy có búi tóc đen vướng vào tay mình. May mà trước khi chết, anh ấy đã kịp làm đổ cánh cổng. Sau khi cánh cổng đổ xuống, Tomohiko ở dưới nước cũng có được cơ hội hít thở một chút không khí. Bất ngờ có một người lớn tuổi xông vào phòng làm việc. Ông ấy đập phá máy móc trong phòng, kéo Tomohiko về thế giới thực. Ông ấy chỉ nói các cô cậu không nên đến đây, rồi vội vàng bỏ đi. Mizuki lén đi theo ông ấy về nhà, thì phát hiện một căn phòng bí mật trong nhà ông ấy. Trên tường là những bức vẽ của người phụ nữ áo đỏ đó, cùng với bức ảnh chụp mẹ con trên bàn. Lúc này, Mizuki nhận ra ông ấy chính là con trai của người phụ nữ áo đỏ đó. Người phụ nữ trên tranh từ từ biến mất. Sau đó, bức tường bắt đầu rơi ra, làm lộ ra cơ thể của một người phụ nữ. Không ngờ, đó lại là người phụ nữ áo đỏ. Hóa ra, ông ấy đã lén đưa thi thể của mẹ về, giấu trong vách tường để thờ cúng mỗi ngày, hy vọng có thể dùng oán niệm của bà ấy trả thù những người dân trên đảo. Nhưng sau khi biết linh hồn của mẹ mình đã chui vào trong trò chơi, ông ấy không muốn làm hại người vô tội nên mới đập phá đồ đạc ngay trước khi mọi chuyện quá muộn. Sau khi biết được chân tướng, Mizuki chạy đến bờ biển tập hợp với mọi người. Mấy người cùng nhau kéo cánh cổng lên chuẩn bị tiêu hủy, ai ngờ người phụ nữ áo đỏ lại bất ngờ xuất hiện. Ngay khi bà ấy chuẩn bị đưa Mizuki đi, bỗng có một đôi tay xuất hiện sau lưng bà ta, giữ chặt đôi tay đang giơ về phía Mizuki. Nhìn dòng mã trên cánh tay có thể biết được, đó chính là Tomohiko. Mấy người trên bờ nhân cơ hội châm lửa, người phụ nữ áo đỏ cũng biến mất cùng với cánh cổng. Cuối phim, phòng làm việc tuyên bố giải tán, đoàn người ngồi thuyền chuẩn bị rời khỏi nơi đau thương này. Nhưng họ không biết là, vào lúc họ rời đi, lại có một cánh cổng tô di khác nổi lên mặt biển. Một cô gái tóc ngắn đang bước từng bước ra biển, mãi cho đến khi nước biển ngập qua đỉnh đầu cô ta. Xem ra, hồi chuông trả thù lại sắp vang lên trên hòn đảo này.